Cái ngưỡng máu thì anh ta đứng sát trụ và Dudu bắt buộc phải dùng cắt vào sát và tháo lui về, nhưng thậm chí là bật thân cá sấu proxy lính luôn để dùng bung tốc biến cố gắng để có thể tấn công vào Kerea, nhưng Kerea vẫn còn tốc biến, bắt buộc phải đầu tư dùng sứ giả phán quyết đẩy một người về di chuyển ủi vai dính tường đến từ vị trí hoàn đầu, và đây là pha phản công đến từ bên phía T1. Tejun vẫn bị kẹt lại và đây sẽ là một sát hai mạng dành cho bên phía T1 với cú double kill dành cho Gumayusi. Bản đồ dành cho bên phía KDF hay không, đây đã là chủ toàn bản đồ dành cho SV của Bulldog rồi. Cánh dưới thì Guayusi sẽ cố gắng gỡ trụ và anh ta sẽ có được cái trụ này bật điện đạt đỉnh điểm, có luôn cú ánh sáng hai người tốt đến từ vị trí của Bulldog, nhưng sát thương của Guma là quá lớn và tiếp tục sẽ làm những cái mạng được nhường dành cho Guayusi mà không double kill có dành cho Honor, nhưng Dudu dịch chuyển vòng sau Aphelios trong tay của Guma còn không còn quá nhiều máu đây, ta cố gắng hồi phục lại với sự quyết tính nhưng không thành công điểm hạ gục dành cho Sejuani. Honor bắt buộc phải tốc biến bỏ chạy và cả Kerea cũng tương tự là như vậy, nhưng Kerea không còn tốc biến nữa. Faker đứng ở phía sau giúp cho đồng đội của mình lui về. Điều đáng tiếc cho T1, họ đã có một tình huống giao tranh thắng ở trên thế thắng nhưng họ lại không giữ được sứ giả và họ cũng không ăn được những hàng ngũ yếu máu đối phương nữa. Họ đang có một phương án muốn tấn công ra khu vực đường giữa nhắm tới cặp đôi xạ thủ đối phương, và đó là một pha make play tốt từ rớt sát thương rất nhiều tới từ Gumayusi. Honor vòng ra phía sau và đó là tình huống nằm xuống tới từ xạ thủ của KTF lần thứ 3 trong pha đấu này. Honor không có trừng phạt, Honor đang không có trừng phạt, nhưng đó là một thông tin mà KDF không nhận được. Họ vẫn đang cố dướng giao tranh và đó là một tình huống Olabang nhưng nó đổi lấy chiêu cuối của Kerea mà thôi. Dudu không còn nhiều máu, Faker đã trở lại rồi. Phân chia thế hạ đẩy đối phương lên phía trên, tốc biến xuống tới từ Jungle và anh ta giữ được Baron dành cho bên phía KDF, nhưng giao tranh thì sao đây? Cú ánh sáng không trúng ai đến từ vị trí của Bulldog và sau đó đã có tới 3 người, 4 người bên phía KDF nằm xuống rồi. Có lẽ sẽ là 5 nếu như Zerg bắt chết được con Eri của Bulldog đang không còn tốc biến này. Tình huống lăn thùng rượu thường trượt tới từ Zerg, lăn bụng tốc biến đẩy thùng rượu nổ về. Kerea tới, hất tung thành công và chắc chắn sẽ là một cú quét sạch dành cho T1, coi Baron chắc chắn là âm tiền đến từ bên phía KDF. 50-50 họ phải đánh ngược trở ra cho tình huống vừa rồi, và khi đánh ngược trở ra thì ngưỡng máu của họ đã là quá thấp để cho Faker đã về nhà lấy bản đếm số về nhà, sau đó di chuyển trở lại thì đó là một tình giao tranh thua đến từ phía KDF rồi. Bola băng trượt tới từ Yangtze và sau đó anh ta không còn đường lui vì không còn tốc biến nữa, anh ta bị hất tung lên bởi búa đến từ Honor và sau đó anh ta lấy bản đếm số thùng rượu nổ trượt tới từ Zerg. Nó là một tình huống mà bên phía T1 đã có được một mạng hạ gục và sau đó thì khoảng trống đang có cho Faker đẩy tại khu vực đường trên. Tình huống cắm mắt tới từ Kerea phát hiện ra Dudu, Dudu kích thân cá sấu nhưng anh ta bị hớ rồi, không có ai ở đây cả. Anh ta chuyển hướng lên khu vực đường trên để tấn công Faker. Nhưng lúc này T1 đang trên thế thắng và họ đang hơn người. Họ đang đẩy ở tại khu vực cánh trên bản đồ. Và liệu rằng trụ hai đường trên còn nửa cây máu, Dudu có đủ sức giữ lại không đây? Chắc chắn là không rồi. Đây sẽ là một cái trụ hai không chóng thì chảy nó cũng sẽ thuộc về bên phía của T1 mà thôi. Không tìm được đến đúng địa chỉ và chỉ cần né được cú bula băng thôi, trả lại lượng sát thương. Ok, đeo đi lạc à? Ui, suýt chút nữa thì Faker có pha solo kill con Yumi của đối phương. Còn bên này thì Dudu bị đẩy lui hoàn toàn bởi Aphelios trong tay của Gumayusi, nhưng đó là Faker với phần chia thiên hạ mạng thứ 12 dành cho T1 và họ đang hực ngực khí thế để đẩy lên khu vực đứng trên trong tình huống này. Chúng ta rút lui về hướng nào đây khi mà đang bị kẹt lại trong phần cả sân của T1 bị làm chậm và rớt sẵn sàng với thùng rượu nổ, nhưng anh ta chưa tung nó ra quá vội vì không muốn lãng phí tài nguyên cho tình huống này. Dudu vẫn còn tốc biến nhưng có lẽ anh ta sẽ phải nằm xuống mà thôi. Một ván đấu mà Dudu vẫn đang bị vờn liên tục. T1 để mất cái mạng hạ gục này rồi vì đó là thứ Dudu đầu tư tốc biến sang phía bên kia bờ tường. T1 vờn để hạ gục Dudu càng trễ càng tốt nhằm câu giờ cho con rồng nguyên tố, chính xác là con rồng ngàn tuổi. Nhưng đó là một cơ hội để Dudu tẩu thoát với pha tốc biến sang phía bên kia bãi chim và mang lại một cái trụ tiền thưởng mục tiêu tại khu cánh trên. Nhưng đó là cú dịch chuyển để lấy mạng đối phương tới từ Faker. Không, anh ta nói rằng nếu như hạ gục thành công cái mạng hạ gục này của Dudu, họ sẽ có thể có được lợi thế lớn tại con rồng ngàn tuổi và anh ta sẽ có được nó mà thôi, dễ dàng. Không có bất cứ một cái sự phản kháng quá mãnh liệt nào đến từ Dudu cả, khi anh ta không còn tài nguyên, không chiêu cuối, không tốc biến và 40 giây trên bảng đếm số. Pha mở đến từ vị trí của Zerg, thùng rượu đổ không quá đẹp nhưng Tejun vẫn bị kẹt lại. Một là băng quăng thẳng và một người chuẩn bị lên bảng đếm số. Milo kịp giải hướng và anh ta thoát ra, trong khi đó thì Tejun không có đường thoát nữa và anh ta cũng đi theo luôn đồng đội ở trang này. Yang Zhe cố gắng truy đuổi Kerea nhưng vẫn chưa thành công. Kerea có thể sẽ phải nằm xuống nhưng ở bên này thì Wayusi thậm chí là tốc biến tìm kiếm Bulldog. Anh ta bắn quá đầu với một con Aphelios, một sạc hai mạng dành cho bên phía của T1. Và đó là tình huống quét 4 người dành cho T1, thậm chí sẽ là quét sạch khi Yang Zhe cũng phải lên bảng đếm số cùng với đồng đội của mình. 17-4 và T1 sẽ end game ở thời điểm phút thứ 30 này mà thôi. Dudu sẽ hồi sinh sau 10 giây nữa với một con Raiden có thần cá sấu và có cả giáp tinh thần. Anh ta vừa mua giáp tinh thần ở món trang bị thứ 3. Nhưng để xem là một mình Dudu liệu rằng có làm nên chuyện hay không với tình huống đẩy. T1 vẫn còn một con xe để trừ giáp trụ và họ phá trụ cực kỳ nhanh với những chủ lực của mình. Dudu xuất hiện với thần cá sấu
và giáp thiên thần, nhưng T1 hoàn toàn có thể bỏ qua anh ta. Không, họ muốn hạ gục Dudu để bao KDA trước khi kết thúc ván thi đấu đầu tiên này. Sứ giả phán quyết được gồng nó được gồng vào trong nhà chính đối phương. T1 có được chiến thắng trong ván đấu đầu tiên sau 31 phút. Một bắt đầu thực sự rất cởi mở đến từ đôi bên, nhưng T1 luôn là người có được ưu thế trong những tình huống giao tranh tổng. Và tình huống trao đổi chiều có lợi thế hơn dành cho đường giữa bên phía của KDF. Còn ở khu vực đứng trên vừa rồi là pha di chuyển đến từ Honor để lấy đi tốc biến, nhưng máu mất đi của Zeus cũng là khá khá nha. Và anh ta đang muốn truy đuổi say bồi là rất có thể gặp nguy hiểm. Tốc biến bắt buộc cũng phải đầu tư đến từ Zeus, thậm chí anh ta có thể bị dính đóng băng. Tốc biến để có thể chắn được tình huống lăn vùng đến từ Zeus, và đó là chiến công đầu dành cho Seju đi trong tay của Yangtze. Đây có là pha phản công đến từ các thành viên bên phía T1, khi mà Poppy trong tay của Honor đang đứng dình sát Dudu, vặn cho mình tình huống quay tay. Ngay lập tức Honor outplay thành công bật chiêu cuối đến từ Dudu, nhưng anh ta vẫn sẽ phải lên bảng điểm số với một đòn đánh tay đến từ Honor mà thôi. Và điểm chiến công đầu tiên dành cho người đi dựng bên phía của T1, hoặc ở khu đứng giữa thì sao. Đây solo kill đến từ Bulldog với Tristana giữa tốc độ 6 của Zhang Zhe. Bulldog chưa hồi chiêu cuối, nhưng Faker thì đang đẩy cao pha Onin, nhưng phân chia thế nào đẩy đối phương ra đến từ Faker. Một đòn bằng tốc biến đến từ Zhang Zhe, nhưng cú R-flash của anh ta không làm choáng được Faker. Faker vẫn đang tạm thời cầu thêm được một ít thời gian với tình huống rút lui, và anh ta đang chạy ngoang qua hai trụ của các thành viên Quantum Freak. Hai hit đánh từ trụ là sát thương quá nhiều, nó là đủ với hai đòn đánh tay với theo đến từ Bulldog. Và Faker nằm xuống lần thứ hai trong ván đấu này. Đường trên đó là một pha trao đổi chiêu đến từ cả hai bên, rất thậm chí đã bung luôn cả thùng rượu nổ để tấn công và khiến cho Dudu đang ở ngưỡng máu cực kỳ thấp. Và liệu rằng có lăn bụng tốc biến hay không đây? Phản công được kích hoạt tới từ Dudu, rất quyết định lăn bụng về. Dưới đây sẽ là một thân lính có xe to được đẩy vào trụ. Tayu đang cố gắng ở lại phòng ngự. Nhân đề để các thành viên bên phía của T1 băng trụ là vẫn có nhà pha phòng sau đến từ vị trí của Honor và vào thế rồi. Đây sẽ là pha đai trụ, bật luôn để đạt đỉnh điểm đến từ vị trí của Tayu, nhưng đó là sứ giả phán quyết hất tung thành công. Ánh trăng dẫn lô đến từ Wayoshi, đó chúng hai người sát thương nổ lan ra vẫn chưa đủ để ai cũng thành công Tayu, nhưng tốc biến đánh tay đến từ Honor. Và anh ta có được điểm vào của Kubayoshi, cố pháo trọng trường, và đây sẽ là mạng đầu tiên dành cho Kubayoshi ở ván này. Nhưng đó là một tiếng dịch chuyển trước mặt, một Tristana còn chiêu cuối. Còn Kubayoshi thì sao đây, mất tốc biến. Kubayoshi tung ánh trăng dẫn lối dạng súng huyết tinh để hút máu lại, nhưng máu hút lại nó có vẻ là không đủ để sống sót trong tình huống này. Carrier vừa di chuyển cắp mắt thì Kubayoshi không còn phép bổ trợ đã gặp nạn, và đó là mạng gục thuộc về cho xạ thủ của KDF. Họ đẩy văng vị trí của Dudu về. Có gì xảy ra ở khu đứng trên cả, nhưng mà khu đứng dưới này có pha tốc biến đến từ Tezu, tìm kiếm Keria là mục tiêu. Keria còn chiêu cuối, khả năng phải dùng sử dụng luôn trong pha này, nhưng Keria không còn cho mình tốc biến nữa, và anh ta phải lên bảng điểm số. Anh chắc dẫn lối chưa đủ sát thương đến từ vị trí của Kubayoshi, sử dụng luôn cho mình đại bác để lùi đến từ Bulldog để chắc chắn rằng xạ thủ của mình an toàn. Và tiếp tục là một tình huống tấn công xuống cánh dưới tốt đưa đến từ KDF. 5-3 dành cho Quantum Freak rồi, và Tristana giao điện static của Bulldog đã có một cú dịch chuyển vòng sau và khiến cho cặp đôi đường dưới bên phía của T1 ở một thế thua, và chưa kể là Gumayoshi cũng có thể gặp nguy hiểm. Gumayoshi ở dạng thang hoa luân, anh ta đang trả sát thương lại với ta là khá nhiều, và Gumayoshi có thể cân hai. Jun yếu máu, Jun lên bảng điểm số, đắc công kill cho Gumayoshi. Lạnh lùng. Đúng trên thì rớt mất tốc biến, nhưng đó là tình huống dịch chuyển quay trở lại đến từ vị trí Faker. Pha phản đòn đến từ T1 có cát lưu động và phân chia thiên hạ đến từ Faker trong pha này. Đủ sát thương thì cuộc tốc biến dứt điểm đến từ Asia trong tay của Faker, và mạng thứ 6 dành cho T1 để họ chính thức vươn lên với tỷ số về điểm hạ gục dẫn trước so với đối phương. Xạ thủ có khả năng gánh đội rất mạnh về giai đoạn nửa sau của ván thi đấu. Và tại thời điểm này thì T1 đang tập trung đội hình của mình lên cánh trên nhằm kiểm soát sứ giả. Dịch chuyển của Zeus còn, T1 tạm thời dật ra một nhịp để Zeus kiểm soát khu đứng dưới trước. Còn Quantum Freak thì hoàn toàn bỏ qua khu vực đứng dưới để tiếp cận khu vực sứ giả với cả 5 thành viên, và họ đang là những người khởi động sứ giả trước. Còn hồi chiều cuối nha. Và này thì T1 sẽ cần phải vào giao tranh một cách chủ động hơn. Bulldog đang bị tấn công và xỉa khá đau đến từ vị trí của Faker. Bật luôn chiêu cuối từ Keren để giải hiệu ứng cho đồng đội của mình. Pha trừng phạt thành công đến từ vị trí của Yangtze, sứ giả dành cho KDF, nhưng họ sẽ cần phải rút lui. Vài thùng rượu đồ không quá đẹp đến từ Zerg. Và tôi nghĩ rằng pha giao tranh nó sẽ dừng lại ở đây, và thôi T1 vẫn quyết định lao thẳng lên. Faker băng thẳng vào với tình huống ca lưu động, anh chắc dẫn lô đến từ vị trí của Kubayoshi, và đó là sát thương dứt điểm đến từ Faker với điểm bạo cục thứ 7 dành cho T1. Họ đang kẹp thịt và không muốn cho đối phương lùi về, nhưng liệu họ có làm được hay không đây. Faker đang di chuyển tới, Kubayoshi đang di chuyển tới, và sát thương của T1 đã tới rồi. Phân chia thiên đạn đến từ vị trí của Faker. Dudu là người bị kẹt lại, anh ta phải lên bảng điểm số với điểm bạo cục dành cho vị trí của Honor. Tayun đang cố gắng bắn trạng ngược trở lại, nhưng sát thương của anh ta là không quá nhiều. T1 đang không muốn cho Yangtze và Tayun cũng như là Jun rút lui, và Honor cũng như Faker vẫn đang kẹp đầu. Tốc biến đuổi vài dịch tương, thêm tình huống chiêu cuối nữa đến từ Honor, và đây có thể sẽ là pha quét sạch. T1 đang muốn quét sạch đối phương, nhưng Yangtze là người sống sót cuối cùng. Nhưng phát xỉa rất đau đến từ Faker, nhưng Yangtze cảm giác là anh ta sẽ rút lui được trong tình huống này. Một pha đứt quy sát thương đến từ Faker là chưa đủ, nhưng cái khiên đến từ Honor, cái khiên cuối cùng cả hai bên. Tôi không nghĩ rằng đây là một tình huống giao tranh một cách hợp lý đến từ bên phía của KDF. Yangtze bị xỉa quá đau, bị bắn quá đau bởi Gumayusi, mất hơn nửa cây máu rồi. Dudu đánh thông đủ.
nhưng anh ta ngay lập tức phải nhảy vào net để có thể rút lui lên khu vực bên trên khu vực hang rồng. Hoàn đơn giản có được cho mình con rồng cuối tố thứ hai của ván đấu. Bulldog tung luôn cả cú chiêu cuối, Faker lao ngược trở lại xỉa. Sát thương trả lại đến từ một AZ 2 trang bị là có. Rất xuất hiện với cú dịch chuyển. Bulldog hết đường về và anh ta sẽ phải lên bàn điểm số. Faker đang về nhà dịch chuyển trở lại để sẵn sàng cho pha Baron. Quá đơn giản đến từ T1 với pha vây bắt vừa rồi. Bulldog không còn dậm nhảy tên lửa, anh ta chỉ còn tốc biến thôi, và kể cả pha đó có dùng tốc biến chăng nữa, tôi tin rằng Rớt sẽ dùng lâm tốc biến để có thể truy đuổi. Nhưng mà cũng dành cho thành viên bên T1 và sứ giả phán quyết đến từ Honor. Nó bung trúng vào nhạc rề và tạm biệt bất cứ tất cả những hy vọng đến từ KDM ở ván đấu này, tan thành bọt biển rồi. Điểm vào cũng dành cho Faker, mạng dành cho Guma Yushi. Và ván đấu thứ hai nằm trong túi các thành viên bên phía của T1 rồi. Cùng cái đồng hồ của anh ta vẫn còn. Và lúc này bắn kia từ Guma Yushi, nó là quá lớn. Bulldog cực kỳ yếu máu, lướt cung phong linh lên và lấy mạng người trời đứng giữa đối phương. Và Guma Yushi có cho mình mạng hạ gục thứ 7 ở trong ván đấu này. Rớt đã dìu những con thiên vương trùy vào trong nhà chính đối phương. Băng trượng thùng rượu nổ đẩy thành công xạ thủ đối phương về. Và Bulldog cùng với thằng Taeyun thay nhau lên bản đếm số. Kéo theo đó là Yumi của Jun cũng tương tự là như vậy. Một ván đấu có lẽ sẽ là nhanh hơn so với ván thi đấu đầu tiên với những lợi thế hiện tại mà T1 đang có. Họ đang muốn bảo kê đi phần trên thiên hạ trượt đến từ Faker. Lulu lao ra với một tiếng tung chiêu cuối và tô tượng ở trước mặt 5 thành viên T1 đang tốc biến vào trong bệ đá cổ. Anh chẳng có đối theo. Và sát thương cuối cùng thuộc về Asia của Faker trước khi mà T1 kết thúc ván thi đấu thứ hai và ấn định tỷ số 2-0. 27 phút ở ván thi đấu thứ hai với một màn hủy diệt đến từ T1. Mặc dù khởi đầu thì KDF cũng có được những cái câu trả lời với một con Tristana xanh sao của Bulldog ở vùng đứng giữa, nhưng như vậy là không đủ. Với chiến thắng 2-0 ngày hôm nay dành cho các thành viên bên phía của T1, và họ có được cho mình điểm số thứ 4 trên bảng xếp hạng.